Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị điểm lại những thông tin thời tiết tổng hợp trong ngày và dự báo thời tiết cho 3 ngày sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, người dân các tỉnh miền Bắc đang thực sự cảm nhận được cái giá lạnh của mùa đông đã đến gần hơn. Những sóng lạnh liên tiếp dồn về với cường độ mạnh đã khiến cho trạng thái rét buốt bao trùm lấy toàn bộ khu vực miền Bắc, nhất là vào thời điểm đêm và sáng. Nền nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ vẫn duy trì ở ngưỡng thấp, mức nhiệt thấp nhất ngày chỉ còn ở khoảng là từ 16 cho đến 19 độ. Riêng khu vực núi cao, nhiệt độ còn xuống thấp hơn. Trong ngày mai, khối khí lạnh vẫn tiếp tục duy trì với cường độ ổn định nên toàn Bắc Bộ vẫn nhiều mây và khá rét. Thời tiết nhìn chung vẫn khá khô ráo, mưa có thể xuất hiện ở một vài nơi với lượng không nhiều. Đến trưa chiều có thể sẽ hửng nắng nhẹ nhưng mà nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng là 25 độ. Riêng tại các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên do ít chịu ảnh hưởng của khí lạnh nên có nhiệt độ cao hơn và có thể chạm ngưỡng từ 27 đến 29 độ. Sang đến ngày 20 và ngày 21 tháng 11, khối khí lạnh bắt đầu quá trình suy yếu và lệch dần ra phía biển. Và thời tiết tại Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, nhưng vào đêm và sáng thì hiện tượng sương mù sẽ xuất hiện và có thể còn kèm theo cả mưa nhỏ. Tuy nhiên đến khoảng trưa chiều, nhiệt độ vẫn có xu hướng tăng nhẹ nên cảm giác bầu không khí cũng ấm áp hơn. Trong khi các tỉnh Bắc Bộ đang có kiểu thời tiết khô và lạnh thì xuống đến các tỉnh duyên hải miền Trung, dạng thời tiết nhiều mưa ẩm lại đang bao trùm khắp lấy khu vực này. Nguyên nhân là do khối khí lạnh dồn xuống phía Nam tạo điều kiện cho trường gió Đông Bắc duy trì và hoạt động mạnh trên khu vực, lại kết hợp cùng với địa hình chắn gió của dãy Trường Sơn đã gây ra mưa dông với lượng khá cho hầu khắp các tỉnh ven biển của mảnh đất duyên hải này. Mưa kéo dài suốt dọc các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào cho đến Phú Yên, Khánh Hòa, nhiều nơi còn đạt lượng mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn, tình trạng mưa dông sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 20, nhưng với cường độ có xuống giảm dần và chỉ tập trung nhiều ở khu vực Trung Trung Bộ. Sang đến ngày 21 tháng 11, vùng mưa sẽ thu hẹp nhanh cả về diện và lượng. Về tình hình nhiệt độ trong 3 ngày tới, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ phổ biến từ 20 đến 26 độ. Còn các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, mưa xảy ra ít hơn nên nhiệt độ cao hơn phổ biến từ 27 đến 30 độ. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, vào thời điểm này, toàn khu vực đã bắt đầu vào mùa khô. Những đợt mưa dông trên diện rộng cũng ít thấy xuất hiện. Những nhiễu động gây mưa cho khu vực chỉ có khả năng xảy ra ở diện cục bộ. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn cần phải đề phòng trong cơn mưa, vẫn còn có khả năng xuất hiện những hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Từ ngày 20 tháng 11 trở đi, bầu khí quyển trên khu vực sẽ dần ổn định hơn. Thời tiết phổ biến ít mưa, ngày có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ ở các tỉnh Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Trong ngày mai, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 gây biển động, sóng cao, do đó thời tiết không thuận lợi cho việc lưu thông của tàu thuyền. Với khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, gây biển động kèm mưa dông xuất hiện nhiều trở lại, nên các tàu thuyền cần phải chú ý, đề phòng sẽ bị hạn chế về tầm nhìn và tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm nên sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải trên khu vực này. Còn tại khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc có cường độ phổ biến ở mức cấp 5, tuy nhiên mưa dông cũng tăng hơn trong ngày 19 nên cũng gây khó khăn cho các hoạt động của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.